Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ học về prepositionen, những chữ in, von, über, bis, nach. Đó là những cái preposition dành riêng cho một để kể lại một chuyến, một cuộc hành trình. Từ đâu, in là ở từ ở nơi nào, von là từ nơi nào, über ngang qua đâu, tới bis là tới một cái địa điểm dừng trên nơi điểm nào đó, và nach tức là đến cái địa điểm nào đó. Mình rất là thú vị, ví dụ như là từ Sài Gòn đi Hà Nội thì mình sẽ dừng chân ở những cái địa điểm Nha Trang, Nha Trang gọi là Đà Nẵng, Huế, Đồng Hới rồi đó, nhưng sẽ không dừng ở Vinh chẳng hạn, không dừng ở Nghệ An, thì mình chỉ đi ngang qua đó, tức là úy bờ đó, và mình bis tới Huế, dừng lại đó. Điểm cuối cùng là nát Hà Nội đó. Thì đó là những chữ để sau này khi các em viết văn, các em biết cách sử dụng cái chữ đó cho đúng. Thì các preposition này đó là những preposition vừa mới nói, nhưng mà trước tiên các em phải hiểu preposition nghĩa là gì. Thì pre có nghĩa là phía trước, position là một cái vị trí, preposition là tức là vị trí trước một cái địa điểm, trước một vị trí nào đó, nó đứng trước một cái gì đó. Lấy thí dụ như các em đang đứng ở một cái cầm, đứng trước một cái tủ, một cái bàn học, tay cầm mấy quyển sách. Như vậy các em sẽ đặt quyển sách ở chỗ nào, ở địa điểm nào, thì có những chọn lựa như sau đây: trên, dưới, trong, ngoài cái bàn, bên cạnh cái bàn, trước cái bàn, sau cái bàn, không xa cái bàn, gần gần cái bàn, đối diện với cái bàn, hay là dọc theo cái bàn đó. Thì tiếng Đức nó cũng tương tự như vậy, nó có chữ auf là trên, unter là dưới, in là trong, außen là ngoài, neben là bên cạnh, vor là trước, hinter là sau, unweit tức là không xa, na là gần, ghế cũng ý bơ là đối diện, anh lăng là dọc theo. Nhưng mà bữa nay là chắc chắn là mình không nói về cái này đâu, cái nói cái này chỉ cho các em biết thì thôi, chứ mình chủ tập trung vào năm cái position này, mình sẽ tập trung vào năm cái position này, in, von, über, hinter. Đó, chúng ta chỉ học có năm cái position này thôi. Như đã nói rồi, ở vị trí nào là in, von, tức là từ vị trí nào là von, nach là đến đích ở đâu, bis là đến vị trí này và dừng lại đó, nhưng không dừng luôn, và đi ngang qua vị trí này. Đó. Theo nghĩa ra đó, chỉ cái position in có nghĩa là ở bên trong, hay là ở trong, hay ở không được. Ich wohne in Hà Nội. Đó, thì tức là chữ in, ich arbeite in Deutschland, đó tức là ở. Der Zug hält nicht in Frankfurt, tức là cái xe, cái tàu hóa không dừng ở Frankfurt. Wie lange hält der Zug in Mannheim, cái tàu hóa nó dừng ở Mannheim bao lâu. Đó, cái chữ này có nghĩa là ở, in. Và chữ von có nghĩa là từ chỗ này, nach đến chỗ này. Der Zug fährt von Stuttgart nach Berlin. Đó, tức là tàu hóa sẽ chạy từ Stuttgart đến Berlin. Và bis, über oder nach. Đây là ba cái preposition. Bis là đến đây và dừng ở đây. Über là ngang qua đây và không dừng ở đây. Nach là đi đến đích này. Der Zug fährt über Mannheim bis Frankfurt dann nach Berlin. Tức là tàu hóa nó chạy ngang qua Mannheim tới Frankfurt rồi nó mới dừng, sau đó nó đi với Berlin. À, thì chỗ này có nghĩa là không dừng ở Mannheim nha. Còn nếu mà mình nói như vậy, để xuất hiện nichts in Frankfurt, tức là không dừng. Ngược lại, đi ngang qua Gießen, chạy tới Hannover rồi dừng ở đó, rồi sau đó mới đi Berlin. Đó là nó kể nguyên một dọc quãng đường đi là như vậy. Cho nên các em nhớ học thuộc lòng với các hành văn này và viết văn. Khi mà muốn tả một cái gì đó, hãy sử dụng cái khuôn mẫu này. Và bài thì nó không có dài, cho nên thầy nghĩ là đọc ngắn gọn như vậy là các em đủ hiểu rồi. Và để đương nhiên, các em đừng quên và nhớ like hay comment cho cái
Hinterlassen ấy đặt trên viết cái commentar vô vào cái bài đó để thầy biết rằng là nó có, nó làm sao, có quá ngắn quá nhỏ hay là quá ít thí dụ hay là chưa đủ hiểu, có những câu hiểu còn thắc mắc. Thì tóm lại thầy rất cảm ơn các em đã xem cái video của thầy, tức là đăng cái videos, và các em giới thiệu cùng bạn bè khác để cùng học với chung với các em. Thầy mong rằng là các em sau này sẽ yêu tiếng Đức, tại vì tiếng Đức là một tiếng rất là, các em học thêm một ngôn ngữ mới, các em trở thành một người coi như là đã được sinh ra lần thứ hai ở nước Đức này, tại vì đối lúc đó đối với nền văn hóa của Đức đối với em không còn xa lạ nữa. Mình nói tóm lại, học thêm một ngôn ngữ là có nghĩa là các em được sinh ra lại, sinh ra một lần thứ hai nữa, tức là các em sẽ là hai người khác nhau. Chào các em, chúc các em nhiều sức khỏe.